Chào bạn, mình là Hoàng An và chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất tin tức trong ngày. Chủ tịch Sơn Tùng đăng ảnh mừng Giáng sinh bên nhân viên, netizen lại tranh cãi đủ đường vì vị trí của Hải Tú. Thời gian gần đây, Sơn Tùng và Hải Tú liên tục xuất hiện cạnh nhau trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Thậm chí không ít lần netizen phải xôn xao về những lần thả thính nhau qua lại của Sơn Tùng và Hải Tú. Vào ngày 25 tháng 12, đúng dịp Noel, Sơn Tùng hào hứng khoe ảnh cạnh bên Hải Tú và những nhân viên công ty lên mạng xã hội. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Hải Tú không tiếp tục đứng kế bên Sơn Tùng. Chỉ qua chi tiết này, netizen đã không ngừng bàn luận về mối quan hệ của cặp đôi. Thậm chí nhiều người còn tranh cãi về việc Hải Tú luôn chọn đứng bên sếp. Một bên thì cho rằng việc gà cưng đứng cạnh chủ tịch là chuyện bình thường, nhưng một bên lại tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Hải Tú kề cận Sơn Tùng. Và như thường lệ, bạn gái tin đồn của Sơn Tùng là Thiều Bảo Trâm cũng bất ngờ bị réo gọi không ngừng. Và một số bình luận của cư dân mạng như là chị Hải Tú xê ra, đứng cạnh như vậy chị Trâm sẽ ghen đó, đề nghị chị Hải Tú xích ra một chút nữa, có bao nhiêu chỗ mà chị cứ thích đứng cạnh sát anh Tùng vậy, sao Hải Tú cứ thích đứng cạnh Sơn Tùng thế, dù không công khai nhưng ai cũng biết Sơn Tùng đã có chủ rồi mà, rồi chị Trâm của em đâu, anh Tùng như vậy là nhà không có nóc rồi. Nhiều bạn lạ ghê, gà cưng đứng cạnh sát chủ tịch mà cũng bị nói. Thời gian gần đây thì Sơn Tùng đặc biệt thân thiết với diễn viên Hải Tú rất là nhiều, thậm chí cả hai còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Thế nhưng dân tình liên tục réo tên Thiều Bảo Trâm và nhắc nhở Sơn Tùng đừng quá thân thiết với ai kia. Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News và các bạn cũng đang quan tâm TSM News tại trên TikTok, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ like và ấn theo dõi TSM News để cập nhật tin tức nhanh nhất. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye!